Ngày 27 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, ban tổ chức địa phương có cuộc họp với các tiểu ban giúp việc nhằm kiểm tra tiến độ chuẩn bị tổ chức giải du lịch quốc gia các môn cờ vua và bơi lội người khuyết tật năm 2023. Theo kế hoạch, để diễn ra từ ngày 14 tới ngày 20 tháng 7 và thi đấu môn bơi lội tại Hội Bơi Ánh Viên, Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4, quân khu 9, và môn cờ vua tại khách sạn dạng Pháp Riverside. Tổng số có trên 260 vận động viên ở cả hai môn, trong đó đồng nhất là môn bơi lội với trên 200 vận động viên. Hiện nay các tiểu ban giúp việc tiếp tục ra soát nhiệm vụ được giao, nhất là chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ công tác khám thương tật theo yêu cầu của cục thể dục thể thao. Thành đoàn Cần Thơ sẽ cử lực lượng tình nguyện viên phục vụ đảm bảo cho sự thành công của giải.